Lời nói đầu tiên, Dương Hậu chúc quý nhà Hảo Tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Hôm nay Dương Hậu cũng đến thăm cháu Thành, học sinh nghèo, khó khăn, cha mẹ thì bỏ đi biển biệt, chú thì bệnh dị tật, hai chân treo lại, đi không được, phải di chuyển bằng hai ghế. Cô thì bị chân cong và nói chuyện không được. Bà nội thì cũng mang nhiều căn bệnh. Đó. Thì hôm nay Dương Hậu đến đây cũng trao tiền của chị Lam Thị Liên, ủng hộ 2 triệu, A Thiên 200 đô Mỹ, 4 triệu 660, nhưng mà mua 100 kg gạo là 1 triệu 4, còn 3 triệu 260, và Ngọc ra đi 100 ngàn, Quỳnh Nhật Trường 200 ngàn, còn lại tiền mặt 5 triệu 560 ngàn trao cho gia đình và 100 kg gạo. Thưa dì, hôm nay dì khỏe không dì? Bệnh quá chú ơi, bệnh mấy bữa nay. Dạ. Thôi cho Dương Hậu trao tiền nha, của chị Liên và A Thiên và Ngọc ra đi và Quỳnh Nhật Trường. Số tiền mặt hiện giờ còn 5 triệu 560 ngàn và 100 kg gạo 1 triệu 4 đó gì. Rồi đây 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 500 ngàn và 60 ngàn là Dương Hậu trao cho gia đình 5 triệu 560 ngàn ha. Rồi xin mời gì? Tôi cũng xin cảm ơn nhà tài trợ với mấy cô, mấy chú ở nước ngoài giúp cho gia đình tôi được số tiền. Cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Yeah. Thì tiếp nối là nói của dì, sau khi nhận tiền dì cũng xúc động, cũng trân trọng gửi lời cảm ơn đến chị Lam Thị Liên và A Thiên và Ngọc Ca Ri và Quỳnh Nhật Trường hỗ trợ chương trình này. Cũng chúc cho dì khỏe nghe dì, sau khi nhận số tiền gia đình cũng khó khăn. Cháu Thành con có nói gì không? Dạ, con cảm ơn quý nhà tài trợ, nhà hậu tâm đã giúp đỡ cho gia đình con có một số tiền để trang trải. Con xin hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng của cái nhà tài trợ, nhà hậu tâm đã hỗ trợ gia đình con. Ừ. Rồi chú có nói gì không? Chú và cháu. Chú với chú cô đã con. Dạ. Quý vị đã xem thì chú của cháu Thành nó di chuyển bằng hai cái ghế rất là khó khăn đó. Để từ nhỏ đã bị teo hai chân, nó không đi được, phải đi bằng hai cái ghế. Dương Hậu cũng một lần nữa xin cảm ơn quý nhà hảo tâm ủng hộ chương trình này. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này.